Wow, trời ơi. Này làm gì các bạn, làm việc nước Tây có khủng long có hà mã gì đây, cây cối mọc cỏ mọc lung tung hết trên bàn vậy nè, làm sao làm? Trời, con cười nữa hả? Cười với mình nữa hả bạn? Đâu có cái kia á. Đâu 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 ra coi coi coi. Gì đây? Ôi, khủng long màu đi trong đó kỳ vậy. Ở trên đây có cái con gì bay 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 ở đây. Trời, đụng vô cái làm vậy hả? Dữ vậy ta, dữ gì? Ôi ơi, nói nha, không có giỡn nữa nha, không có giỡn nha, đi ra nha, đi ra tránh chỗ cho Đức Tài làm. Đức Tài chia sẻ cách cản thủ trép với khán giả của Đức Tài nè, không giỡn nữa nha. Không đi ra thiệt hả? Đi ra đây coi, ra đây, đi đi đi, ra đây, ra đây, ra đây. Rồi cho khán giả coi coi khủng long này khủng long thời kỳ nào đây. Đi ra sao có đi vô không vậy? Đi ra đây, đi ra đây, dữ vậy sao? Trời ơi, làm gì dữ vậy? Đi ra đây, ra đây, quay cái mặt lại coi xíu coi, không chịu ra luôn ta. Cái khóa đi vô leo lên trên đó của leo lên đồ của người ta vậy hả? Trời ơi, đó mấy cái mạch phân tầng không à, làm gì dữ vậy? Thôi vậy thôi đi, không không đi ra giờ, đi vô cũng được. Thôi đi vô nha, đi vô để cho ông Tài làm nha. Đi vô đi, rồi đi vô trong đi nha. Rồi nha, bye bye. Đức Tài xin thân mến kính chào những khán giả yêu quý Đức Tài và đã đăng ký theo dõi kênh YouTube của Đức Tài. Thì trong thời gian vừa qua có một số khán giả đã hỏi với Đức Tài là cái cách cản lò trép làm sao cho ít cháy, bởi vì khán giả có nói là khán giả có sử dụng loại trép kèn và đã bị cháy trép thường xuyên và thay côn liên tục. Thì khán giả có hỏi Đức Tài là cách cản trép như thế nào để cho có hiệu quả và có chất âm hay. Thì cũng hôm nay cũng là nhân tiện là Đức Tài vừa làm mạch phân tầng để chuẩn bị sắp tới đây Đức Tài sẽ ráp một số loa bao quay của Đức Tài. Thì cũng có khán giả đã đặt Đức Tài là làm cho một cặp trép đó. Thì hôm nay Đức Tài cũng nhân tiện làm một cặp trép kèn cho những khán giả mà nghe nhạc thích nghe những tiếng trép nhiều, thì Đức Tài cũng sẽ chia sẻ với mọi người luôn, nhân tiện là làm cặp trép kèn này cho khách hàng. Thì bây giờ Đức Tài sẽ chia sẻ với mọi người một cái cách mà để chúng ta sử dụng một cái tiếng trép kèn nó hay và giá thành cũng không cao và sẽ có hiệu quả, và lỡ nếu khi cháy thì chúng ta vẫn có thể thay thế và sửa chữa rất là nhanh. Thì sau khi Đức Tài làm sẽ test cho mọi người cùng xem luôn. Thì và Đức Tài sẽ chia sẻ với mọi người cái cách mà chúng ta làm cuộn cảm và chúng ta nối tụ điện trở như thế nào để cho ấy. Thì bây giờ Đức Tài sẽ khui zin một cái hộp trép này, là hộp trép 350 nha. Hôm nay bóc zin bữa, hàng Trung Quốc thôi mọi người nha. Nhưng mà Đức Tài luôn sử dụng những loại hàng có giá khá cao chút xíu nhưng mà chất âm hay và độ chất lượng cao. Thì cái củ trép 350 này á thì nó có rất là nhiều loại giá, nhưng mà cái này thì Đức Tài nói giá với mọi người biết luôn. Cái loại này của Đức Tài là giá 450 ngàn mọi người nha, 450 ngàn. Đó là một cặp, một cặp củ như thế này là sẽ có hai cái nha, hai cái, hai cái củ trép như thế này. Thì củ trép này của Trung Quốc thôi nhưng mà chất âm rất là hay. Thì để Đức Tài tháo luôn cái côn bên trong ra cho mọi người cùng xem. Thì thứ nhất là để Đức Tài bỏ cái hộp này qua bên đó. Thứ nhất đó là có nghĩa chúng ta sẽ dễ sửa chữa. Ví dụ như lỡ mà bị cháy á, bị cháy côn thì chúng ta chỉ việc đi gỡ cái nắp đằng sau này ra như thế này mọi người ha. Thì Đức Tài cũng sẽ chia sẻ rõ ràng từng chi tiết đến với mọi người luôn. Nếu mà chúng ta khi ở nhà chúng ta sử dụng một cái loại trép này để chúng ta để lên trên những cái chiếc loa, những chiếc thùng loa của chúng ta để chúng ta nghe thêm tiếng trép á, thì lỡ mà ví dụ như chúng ta có mở quá lớn hoặc là bị hú micro gây cháy trép thì chúng ta sẽ không phải cực giống như những cái loại trép kèn khác mà phải đem mang đến thợ để sửa chữa, mà chúng ta sẽ tự đi mua cái côn bên trong về và chúng ta chỉ việc lắp vào là xong thôi. Thì ở đây mọi người thấy đó, đây là cái côn ha, titan ha. Thì để Tài lấy xác đây, đó đây là cái côn của cái trép này. Thì ví dụ như chúng ta có bị cháy thì nó chỉ cháy là cháy cái này thôi, còn ngoài ra những cái này thì không sao cả mọi người ha. Thì cháy cái này chúng ta chỉ việc đi mua cái côn trép này và chúng ta cứ mua cái loại trạm hai tay hai bên như thế này, và nó sẽ dĩ nhiên có loại 350 là trạm trạm khác,
trạm hai bên này sẽ bắt ốc và được dồn về một chỗ. Nhưng mà chúng ta sử dụng loại trạm nào, loại côn nào thì chúng ta có thể là chúng ta không nắm chính xác, hay chúng ta cầm cái côn cũ bị cháy như thế này đi đến nơi mua để chúng ta mua cái côn này về, và chỉ về thì chúng ta chỉ việc lắp vào đây thôi. Đó, chúng ta lắp vào, gắn dây vào là chúng ta có thể sử dụng được. Thì hôm nay nhân tiện thì Đức Tài làm cho khách hàng của Đức Tài. Thì Đức Tài làm thì sẽ có khác, Đức Tài sẽ cản thì cũng tụ và xeo cản và điện trở thôi. Đó, nhưng mà Đức Tài sẽ làm lên trên một cái mạch đàng hoàng. Còn chút xíu nữa Đức Tài cũng sẽ chia sẻ đến với mọi người. Chúng ta sẽ làm ở trên có nghĩa là chúng ta nối với nhau lại, chúng ta xoắn dây lại, không cần làm lên trên. Đây thì Đức Tài đã làm sẵn một cái mạch này nè, chút xíu Đức Tài đưa mọi người xem nha. Thì mọi người cũng thông cảm nha. Có những khán giả thì nói Đức Tài làm video thì nó quá dài dòng. Nhưng mà Đức Tài muốn là phải chi tiết từng chi tiết đến với mọi người. Cho nên video của Đức Tài làm thì nó sẽ khá dài. Tại vì không dài thì không được. Tại vì Đức Tài làm từng chi tiết một để chia sẻ với mọi người. Mà nếu mà dạng mà tua nhanh hoặc là nói vắn tắt quá thì cũng có đôi khi những khán giả không nắm rõ thì lại comment hỏi Đức Tài là phải không, mà Đức Tài lại không có thời gian để ngồi trả lời trên bàn phím. Thì bây giờ trước tiên thì Đức Tài sẽ lấy cái này ra. Thì Đức Tài cũng chia sẻ với mọi người luôn, một cặp cũ này ha, một cặp cũ này là giá 450.000. Thì với chúng ta mua thêm một cái cặp họng nhựa này nữa thì tùy theo mọi người mua nha, tùy theo mọi người thích sử dụng loại họng còi như thế nào. Thì bây giờ Đức Tài sẽ vặn vào đây trước cái cặp họng họng còi mà Đức Tài đang đưa lên cho mọi người xem đây á, thì giá nó là 120.000 một cặp này, và có loại rẻ hơn nữa thì chút xíu Đức Tài đưa cho mọi người xem một cái loại đó nữa. Thì cái này về chúng ta chỉ có việc vặn vào đây như thế này thôi. Đó, vặn vào đây như thế này, vặn như cứng vào ha, và chúng ta sẽ để như thế này đây. Dùng một miếng keo hai mặt, chúng ta dán ở dưới đây thôi, dùng miếng keo hai mặt. Rồi ở trên cái chỗ này chúng ta dùng một miếng keo hai mặt nữa và để lên trên cái thùng loa của chúng ta. Đây, để lên trên cái thùng loa của chúng ta như thế này là xong, là chúng ta đã có một cặp trép còi, trép kèn, tiếng rất là hay và khi cháy chúng ta rất là dễ sửa chữa. Thì để ta lấy thêm cái loại họng còi thường giá thấp hơn nữa thì tùy theo mọi người thôi. Ví dụ như cái loại họng còi này mọi người ha, đây loại họng còi này thì giá chỉ có 80.000 thôi. Đó, thì chúng ta cũng bắt cái cụ trép vào đây và chúng ta đặt lên đây như thế này thì chúng ta cũng sẽ có một cái trép còi ha. Đó, thì cái loại họng còi này là 80.000 một cặp mọi người nha. Rồi, thì ở đây thì Đức Tài đã làm sẵn cho khách hàng của Đức Tài là cái mạch cản trép. Thì cái trên cái mạch cản trép này của Đức Tài thì sẽ bao gồm có 3 thành phần thôi. Thứ nhất là tụ 2.2 mF ha, và thứ hai là một con điện trở xứ 20W 15 ohm, và một cuộn xeo cảm. Thì chút xíu nữa Đức Tài sẽ đo cuộn xeo cảm này cho mọi người xem luôn. Còn cái này thì Đức Tài màu mè tí xíu thôi, gắn thêm con led này vào để, tại vì tín hiệu này là tín hiệu in nè. Đó, Đức Tài đã làm sẵn cái trạm siết dây như thế này để cho khách hàng về rất là dễ. Thì khi về Đức khách hàng chỉ việc để cái mạch cản trép này ở đằng sau cái thùng loa và siết 4 con ốc vào đây. Đức Tài có khoan sẵn 4 cái lỗ rồi nè. Đó, bắt cái lỗ ốc này vào đằng sau cái thùng loa. Và cái dây in này á, chúng ta sẽ siết dây vào đây và nối vào cái trạm đỏ đen đằng sau cái thùng loa đó, nối song song vào đó. Mọi người ha, nối song song vào đó và lên đây. Lên đây và sẽ được ra chỗ này là ao. Thì Đức Tài cũng có ghi vào đánh dấu cộng và trừ đây. Ao. Thì cái đầu dây còn lại này chúng ta sẽ gắn vào cái loa trép nữa là xong. Thì cái mạch cản trép này Đức Tài cũng tự cắt tự làm riêng ra để cho khách hàng của Đức Tài về sử dụng. Còn chút xíu Đức Tài sẽ chia sẻ với mọi người cách mà chúng ta không cần cái mạch này, chúng ta vẫn sử dụng ba cái thành phần này để chúng ta cản mọi người nha. Thì cái mạch này thì Đức Tài cũng tách từ bên trong cái phân tầng của Đức Tài ra thôi. Đây là phân tầng của Đức Tài làm để sử dụng ráp những chiếc loa Đức Tài sắp tới đây. Đức Tài sẽ ráp và chia sẻ cùng với mọi người luôn. Đức Tài đang chuẩn bị lắp ráp một số sản phẩm loa ba quay, dòng loa từ bass 30 sẽ có ba quay, bass, mid và trep. Thì đây nè mọi người thấy là cái phần này Đức Tài sử dụng nè ha. Nè, cuộn cảm 20W 15 ohm và con tụ 2.2. Nhưng mà trên cái dòng loa của Đức Tài á, Đức Tài đang sản xuất dòng loa nói chung là mang một tính chất là cao cấp. Thì ở trên cái mạch phân tầng của Đức Tài thì Đức Tài sẽ sử dụng những cái loại tụ
cao cấp. Đây là tụ cũng 2.2 thôi. Đây, 2.2 mf thôi, nhưng mà loại tụ mà Đức Tài sử dụng ở trên đây là loại tụ cao cấp. Thì và cái tụ vàng này cũng vẫn dùng tốt, không có chuyện gì hết mọi người nha. Nhưng mà ở đây là Đức Tài hướng đến là cái phần này là cái phần giá dễ sử dụng, giá rẻ đến với khách hàng. Còn cái phần này thì Đức Tài ráp ở trong loa của Đức Tài thì Đức Tài sẽ sử dụng loại tụ cao cấp. Và Đức Tài cũng sẽ có luôn những mạch phân tầng với cái tụ màu vàng. Đây Đức Tài lấy ra. Cũng cái mạch y như vậy. Mọi người thấy hai mạch đều là của NDT, bao quay của Ngô Tài hết ha. Nhưng mà trên cái mạch này thì Đức Tài dành để Đức Tài ráp những sản phẩm mà khách hàng đặt với Đức Tài ráp loa của, có nghĩa Đức Tài sẽ ráp hoàn toàn từ A đến Z xong thành phẩm một cặp loa. Thì Đức Tài sẽ sử dụng loại mạch phân tầng mà và sử dụng những con tụ này. Những tụ này thì giá rất là cao, giá rất là mắc gấp đôi với tụ vàng này. Và dĩ nhiên mạch phân tầng mà để Đức Tài bán ra với khách hàng sử dụng á thì tùy theo khách hàng thôi. Nếu mà khách hàng đặt với tùy theo loại giá thì vẫn sử dụng ba cuộn cảm lõi không khí hết, ba cuộn xeo đồng đều là không khí hết mọi người nha. Cuộn cảm đều là lõi không khí và dây đồng thì đều giống nhau. Đây dây đồng kể cả trên cái mạch này thì cũng y như trên cái mạch mà tụ vàng này đều giống nhau. Trên cái mạch tụ vàng này chỉ có khác là về phần điện trở và khác về cái phần tụ thôi. Còn ngoài ra những cái xúc kép để kết nối dây loa vào thì đều như nhau hết tất cả mọi người ha. Rồi Đức Tài thôi giờ Đức Tài sẽ bỏ cái này qua bên đã để Đức Tài nói về cái phần loa trép này. Thì bây giờ Đức Tài sẽ thử cái này trước, test này trước cho khách hàng chuẩn bị mà Đức Tài sẽ gửi cặp trép này cho khách hàng thì Đức Tài cũng sẽ test thử cho nghe nha. Thì cái con led đang chớp chớp là mọi người biết là tín hiệu nhạc đang chạy rồi đó. Thì bây giờ Đức Tài sẽ xỏ dây đỏ vào đây ha. Rồi chút xíu Đức Tài sẽ làm một cái cách không có sử dụng cái mạch đó, cũng vẫn sử dụng ba cái con linh kiện như vậy đến với mọi người ha. Rồi nói chung là điện thoại thu âm này nó không có được chuẩn lắm nha mọi người nha, nhưng mà chúng ta sử dụng loại trép này thực tế bên ngoài mọi người nghe tiếng trép sẽ rất là hay đó. Đức Tài không có dám quay trực diện vô cái điện thoại thì vì nó sẽ tiếng trép nó lớn, nó xé dữ lắm đó. Đó mọi người nghe và cảm nhận ha. Và chút xíu Đức Tài sẽ sử dụng riêng biệt một cái này làm bên ngoài và nối dây cũng gắn vào cái trép này cho mọi người xem và biết cái cách về để chúng ta tự cản trép luôn nha. Rồi mọi người nghe khúc này thôi ha. Để Đức Tài để mọi người nghe đã. Rồi ha, bây giờ Đức Tài sẽ bắt đầu chuẩn bị những cái cuộn xeo, những cái con tụ để Đức Tài cũng là cái cụ trép này luôn. Để Đức Tài chia sẻ với mọi người cách mà chúng ta, để cho mọi người có comment hỏi Tài đó, tự ở nhà chúng ta cũng có thể làm cản trép được. Và sau khi làm xong Đức Tài sẽ thử vào đây luôn cho mọi người nghe tiếng trép cũng vẫn y như bên đây luôn mọi người nha. Đây, bây giờ Đức Tài sẽ chia sẻ với mọi người là chúng ta sẽ có ba cái thành phần này nằm rời ở bên ngoài mọi người nha. Một tụ 2.2 mf, con tụ này cũng rất là dễ mua mọi người nha, chứ nó không phải khó mua giống như cái con tụ màu đen này. Đây cũng 2.2 nhưng mà cái loại này thì phải đặt hàng. Thì cái con tụ này là rất là dễ mua, rất là thông dụng, mọi người có thể tự mua và làm được ha. Và con điện trở 20W 15 ohm, thì chút xíu Đức Tài sẽ giải thích về cái con điện trở này luôn. Ở đây Đức Tài sử dụng điện trở này là để chúng ta canh chỉnh cái độ lớn nhỏ của trép, chứ không phải sử dụng điện trở này để chúng ta cản dòng của trép lại thì sẽ đi mất đi những cái âm số, có nghĩa là những cái tần số mà tần số cao á, từ 20 kHz trở về á, là nếu mà chúng ta cho âm thanh đi qua con điện trở này thì nó sẽ làm mất đi những cái dòng cản đó. Thì như thế này nè, thông thường thì tất cả chúng ta thường là như thế này,
Đây Đức Tài diễn tả luôn. Thông thường thì chúng ta sẽ như thế này đúng không? Đó. Đó, một cái là như thế này đúng không? Đó, rồi bắt đầu là cái đây là cái dây tín hiệu từ âm ly ra nè. Đó, dây cộng đúng không? Được vào đây. Đó là có nghĩa là đi qua điện trở ha. Đó, và một chân này móc vào cái trép thì cũng vẫn ra trép luôn, nhưng mà vẫn cháy trép là cái chuyện bình thường, và lại mất đi những cái tần số cản như thế này á, là chúng ta lại mất đi, có người sử dụng á, là con điện trở ở đây tới 22 ohm luôn để cản lại, sợ cháy trép để cản lại, nhưng thật sự nó có nhỏ trép đi thật, nhưng mà rốt cuộc chúng ta sẽ mất đi những cái tiếng xì, mất đi những cái tần số cao, và cái dây trừ vào đây thì vẫn có trép luôn nè. Đó, và tiếng trép ra rất là hỗn, nó sẽ không có nhiễm tiếng trép nữa. Hoặc là có người, hoặc là có nơi lại như thế này. Để Tài thử, thật sự là Tài làm thì phải chi tiết từng chi tiết một để cho mọi người biết. Có nơi thì là như thế này, quay ngược lại. Có nghĩa rằng là khi tín hiệu từ âm ly đi vào sẽ được đi qua con tụ trước. Đi qua con tụ trước, sau đó từ đi qua con tụ xong, từ đây lại đi qua con điện trở. Thì nó cũng y như vậy thôi, cũng ra tiếng trép y như vậy. Đó. Đó, cũng ra y như vậy thôi mọi người ha. Thì như thế này á, để rút ra đó. Như thế này á, thì âm thanh của chúng ta khi đi qua con điện trở này sẽ mất đi những cái tần số cao, những cái tiếng xì, và tiếng trép của chúng ta chỉ còn lại những cái tiếng chát thôi. Mà chúng ta cản càng nhiều điện trở vào nữa thì tiếng càng chát. Đó, thì bây giờ Đức Tài sẽ chia sẻ với mọi người cách mà chúng ta tự đấu nối ở bên ngoài luôn nha. Để lấy nó ra cái đã. Sao mới sẵn có mấy cái mà sao nó cứng quá vậy. Thì Đức Tài chia sẻ vậy thì với những khán giả ở xa cứ xem theo như thế này thì bắt đầu sẽ làm và gắn vào bên trong những chiếc loa mà khán giả có comment với Đức Tài là bị cháy và thay côn liên tục đó ha. Hiệu quả sẽ có liền. Thì cái cuồng sale này thì mọi người ở đây Đức Tài có đế sale Đức Tài quấn. Ở đây Đức Tài sử dụng loại dây là này là 0.70. 0.70. Thì mọi người có thể sử dụng loại dây to hơn tùy theo công suất của chúng ta. Ví dụ như công suất của âm ly, ở đây Đức Tài đang nói về công suất của âm ly từ 16 sò thì chúng ta sử dụng cái cuộn xeo dây 0.70 là được rồi. Quấn 4 lớp lên đây mọi người ha. Quấn 4 lớp lên thì chúng ta sẽ có được 0.5 ohm là đối với dây nhỏ, dây 0.70. Còn nếu mà đối với dây lớn, ví dụ như chúng ta cũng quấn vô trong cái ống này, mà đối với dây lớn hơn thì chúng ta phải quấn lên tới 5 lớp hoặc là 6 lớp thì để chúng ta sẽ có được 0.5. Tại vì cái dây càng lớn thì cái số ohm nó sẽ càng tuột về. Đó, cái dây càng lớn thì cái số ohm của chúng ta sẽ càng tuột về. Đó, sẽ càng nhỏ lại, nhưng mà cái watt lại được tăng cao lên. Thì ví dụ như Đức Tài muốn giải thích là ví dụ như là chúng ta sử dụng như khi dây 0.90 chẳng hạn đi. Đây là dây 0.90 nè, dây to hơn nè. Thì nếu mà chúng ta sử dụng khi dây 0.90 thì để đánh bằng những công suất bằng men đẩy á, nó sẽ có công suất lớn, và cái củ trép chúng ta ví dụ như củ trép là 750. Đó, củ trép lớn thì chúng ta phải sử dụng là dây 0.90 hoặc là dây 1 ly. Thì để cho cái số watt khi mà nó hoạt động nó nóng lên nó sẽ không bị cháy cái cuộn xeo này. Đó. Thì chúng ta sẽ quấn ví dụ như là thông thường cái này Đức Tài quấn là 4 lớp là đã có được 0.5 ohm rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta quấn dây lớn hơn, chúng ta phải quấn đến 6 lớp. Đó thì chúng ta mới có được 0.5 ohm. Còn nếu mà chúng ta quấn 4 lớp giống như cái này thì chúng ta chỉ được khoảng chừng 0.2, 0.3 ohm thôi. Nếu mà chúng ta quấn có 4 lớp giống như dây nhỏ này thì chúng ta sẽ chỉ được khoảng chừng 0.3 cho đến 0.4 ohm thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn có được 0.5 ohm là Đức Tài đang chia sẻ là chia sẻ thẳng luôn. Thì mọi người cứ nhìn thế này, cái đường kính này thì nó khoảng chừng 3 phân mấy à. Đây ha, Đức Tài đo có màn hình luôn cho mọi người xem nha. Lọt lòng ở trong cái cuộn cảm này thì 33,95 mm. Thì có khoảng chừng 3 phân, này là cứ cho 3 phân tư đi mọi người ha. 3 phân tư hoặc là chúng ta cắt một cái ống nước 3 phân hoặc là 4 phân chúng ta quấn cũng được mọi người ha. Không cần thiết là phải mua đúng cái ống như thế này. Đó thì cái này là 33, nè 30, chúng ta lấy nét sát vô nha. 33.93 thì chúng ta cứ cho nó khoảng những này là 3 phân tư đi mọi người ha. Đó, 3 phân tư đi ha. Thì 3 phân cũng được nữa. Cái chiều này thì không có quan trọng. Và cái chiều lớn hơn thì nói chung Đức Tài chia sẻ để mọi người tự có thể chúng ta cắt một cái ống nước 27. Cắt một cái ống nước 27 có cái đường tròn đó, chúng ta quấn ở trên đó. Còn cái chuyện quấn đẹp hay quấn theo từng lớp vậy không quan trọng. Chúng ta quấn tạo thành vòng. Chúng ta cứ quấn tạo thành vòng là nó sẽ có số ohm thôi. Còn cái chuyện đẹp này chẳng qua chỉ để trang trí thôi, mà khi chúng ta lắp vào bên trong loa thì cũng đâu cần đẹp làm gì đâu. Chúng ta quấn thành vòng thì nó sẽ có ohm thôi.
Còn cái chuyện mà trang trí quấn theo từng lớp về cho nó đẹp thì cũng không thành vấn đề. Cái đó chúng ta cứ quấn tạo thành vòng thì nó sẽ có ôm thôi. Thì cái này là 0.5 ôm mọi người ha. Rồi bây giờ các tài sẽ làm cho mọi người xem nha. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái dây này, là dây để đi vào cái trép nè. Và cái chuyện mà đầu dây này là đầu dây từ âm ly vào thì chúng ta, cái này thì quá dễ biết rồi mọi người ha. Rồi trước tiên Đức Tài làm như thế này nè mọi người nha. Đây, cái dây của từ âm ly vào thì sẽ được đi qua con tụ 3.2, thấy qua con tụ 2.2 trước nha. Đây, Đức Tài xoắn vào đây. Đó, xoắn vào đầu bên này của con tụ 2.2 ha. Rồi, đây là cuộn cảm ha. Đây là cuộn cảm. Đây, Đức Tài sẽ lấy một cái này xoắn vào cái này luôn. Xoắn vào đây ha. Đó, một cái đây mọi người nha. Đây ha, đầu dây đỏ từ âm ly sẽ được xoắn vào con tụ, và đầu dây của cuộn cảm được xoắn vào đầu con tụ luôn. Rồi, đầu dây trừ này mọi người nha, đầu dây trừ nè xoắn vào đây luôn. Mọi người thấy vậy mọi người tưởng là sẽ chạm âm ly lại cháy nha, không phải nha. Rồi ha, mọi người thấy không nè, đầu dây cộng này vào con tụ và đầu ra của con tụ được xoắn vào cuộn xeo cảm, và cuộn xeo cảm đầu dây đồng còn lại cuộn xeo cảm được xoắn vào sợi dây trừ luôn. Và con điện trở này ở chỗ nào đúng không? Đây, con điện trở này nó nằm ở từ đây qua đây luôn mọi người nha. Con điện trở này quyết định cho ra âm thanh tiếng trép lớn hay nhỏ sẽ được nằm ở đây luôn. Đây, xoắn vào đây luôn. Và chút xíu chúng ta sẽ thử cho mọi người nghe vào bằng một con điện trở số khác ha. Rồi đây. Đây ha. Ở đây chúng ta không sử dụng, Đức Tài không sử dụng máu hàng, không sử dụng gì hết nha. Đó, rồi xoắn vào đây luôn. Mọi người thấy rõ chưa? Đây, thử trước đi ha, thử trước rồi chút xíu Đức Tài sẽ đưa lại. Hay nói luôn. Ở đây, nè dây đỏ nè. Dây đỏ được qua con tụ và đầu ra của con tụ được xoắn vào cuộn xeo, và đầu dư lại của cuộn xeo sẽ được nối vào dây trừ. Đây, và con điện trở này cũng được móc từ bên đầu này với đầu này, có nghĩa là con điện trở này sẽ được mắc song song với cái cuộn xeo cảm luôn mọi người ha. Rồi còn hai đầu còn lại, đây là hai đầu này là chúng ta sẽ ra trép nè. Thì dây bên này là dây trừ, rồi đầu này trừ thì chúng ta sẽ vào cái cọc trừ của cái trép, và đầu bên này là đầu cộng của cái trép thôi. Để tài nối dây điện vào luôn. Đây, dây đỏ cộng ha, nối vào. Rồi, nối vào đây. Rồi ha, đó nè, như thế này ha, đó vào đây. Rồi thả này ra qua đây ha. Rồi giờ gắn vô cái trép, lấy nét lại. Rồi đây, gắn vô trép ha. Đây, nó ra tiếng trép y như hồi nãy mọi người nha. Đó, chúng ta phải để xéo xéo cái trép vào vậy, chứ để trực diện thẳng vô cái điện thoại là tiếng trép nó lớn quá, nó gây xè trên điện thoại, mọi người sẽ khó nghe. Đó, mọi người nghe tiếng trép không? Rồi nha, bây giờ bắt đầu Đức Tài sẽ thử bằng không có qua điện trở, và Đức Tài sẽ thử bằng một con điện trở số nhỏ hơn để cho mọi người nghe cái sự quyết định của tiếng trép lớn hay là nhỏ nha. Đây, giờ Tài sẽ tháo con điện trở này ra. Đây. Đây ha, rồi. Đây, cái cuộn cảm vẫn được nằm im đây mọi người nha. Cuộn cảm vẫn được nằm im đây. Và Tài đã tháo bỏ điện trở ra rồi. Và Tài sẽ sử dụng bằng điện trở
số nhỏ hơn để cho mọi người nghe được cái tiếng nó của nó ha. Thì bây giờ Đức Tài sẽ nối cái này vào trước đã. Tài sẽ nối dây trép vào, mọi người sẽ nghe tiếng trép ra luôn, nhưng mà tiếng trép ra lớn nha. Khoan khoan đã, Tài có tiếng trép lên nói chuyện mọi người không nghe được. Đây, hồi nãy là Đức Tài sử dụng cái con này là 15 ohm, nên nét sát vô nha mọi người nha, 15 ohm. Và bây giờ ở đây Đức Tài sẽ có một con điện trở này 30W, nhưng mọi người thấy chỉ có 2 ohm 2 thôi, 2 ohm 2 thôi nha, là điện trở số nhỏ nữa, để Đức Tài chứng minh cho mọi người thấy rằng điện trở này quyết định cái tiếng trép lớn hay nhỏ là do điện trở này. Nếu chúng ta sử dụng số càng lớn, tiếng trép sẽ ra càng lớn, mà ra càng lớn thì càng dễ cháy trép. Và chúng ta sử dụng số quá nhỏ thì tiếng trép ra quá nhỏ thì cũng lại mất luôn, chúng ta nghe nó quá nhỏ đi, chứ không phải điện trở này mà Đức Tài cản mọi người nha. Thì bây giờ Đức Tài sẽ nối cái dây này vào trước và Đức Tài sẽ thử qua cái con điện trở 2.2 ohm này, mọi người sẽ nghe tiếng trép nó cắt nhỏ xuống luôn. Đây rồi, để lấy xác lại một chút nha, để đưa cái trép nó xác lại đây. Rồi, để nét vô coi. Rồi, bây giờ Tài sẽ gắn điện trở này vào nha. Rồi, mất nét với ta, đưa gần quá mất nét. Rồi, đây, nè, Tài chấm vô con điện trở nha. À, mọi người thấy không? Tiếng trép cắt nhỏ xuống luôn, thấy không? Là điện trở 2.2 ohm nè. Rồi, giờ Tài buông điện trở ra nha. Đó, để vô này nha. Cắt nhỏ xuống luôn mọi người thấy không? Như vậy thì tiếng trép lại quá nhỏ, đâm ra chúng ta sử dụng. Đó, vô nè. Đây thì trung bình thì Đức Tài đã từng cân chỉnh ở trên cái mạch của phân tần của Đức Tài á, và thông thường bên ngoài cũng như vậy mà thôi. Thì con điện trở 15 ohm là đủ rồi. Còn tùy theo ví dụ như trép của chúng ta 750, trép lớn hơn nữa chúng ta đánh bằng main power thì mọi người phải tăng cái con điện trở xíu này bự lên nữa, 50W, để cho cái cường độ nó chịu đựng cái độ nóng, tại vì khi hoạt động là cái con điện trở này nó nóng mọi người nha. Thì ở đây Đức Tài chia sẻ đến với mọi người là trép nhỏ và chúng ta sử dụng trên âm ly, còn ở trên sân khấu thì nó còn có thể là đi qua thêm một hai con bóng đèn đồ này nọ nữa, nhưng mà thông thường nếu như mà chúng ta sử dụng ở nhà thì Đức Tài chia sẻ mọi người là cái cách như thế này. Còn cái cách ở bên phân tầng sân khấu thì nó cũng phải qua cuồng cảm, nó cũng phải cắt như thế này thôi, nhưng mà nó sẽ đi qua thêm một số con linh kiện nữa ở trên cái mạch phân tầng đó. Thì thông thường thì chúng ta sử dụng con 15 ohm này, Đức Tài đã cân chỉnh rồi là được rồi, là tiếng trép vừa. Còn nếu như mọi người muốn nghe lớn hơn nữa thì chúng ta cũng sử dụng 20W, nhưng chúng ta tăng số này lên, ví dụ như lên tới 22 ohm đó, hoặc là 20 ohm, đó là tùy ý của mọi người. Nhưng mà ra lớn quá thì chúng ta sẽ dễ bị cháy côn, cháy trép, mà ra lớn quá thì nó lại lấn hết cả những cái tiếng trung, tiếng bass của chúng ta đi thì cũng không hay lắm. Đâm ra là chúng ta cân chỉnh, mọi người tùy ý cân chỉnh ha. Ví dụ như 20W này 15 ohm mà nghe vẫn còn lớn thì chúng ta có thể giảm xuống nữa, 20W 10 ohm thì 10 ohm nó sẽ cho ra tiếng trép nhỏ hơn nữa mọi người nha. Thì giờ thử lại một lần nữa nha. Đây, chưa qua điện trở mọi người nha. Nói chung trên điện thoại thì cũng không nghe rõ lắm đâu mọi người nha, nhưng mọi người cứ trải nghiệm thực tế bên ngoài sẽ biết nha. Đây, giờ nối điện trở vô luôn. Đó, mọi người thấy nó nhỏ vừa phải thôi. Để Tài lấy ra nè. Đó, đó, Tài đưa vô điện trở nè. Đó, nhỏ vừa phải, không cháy trép, chúng ta nghe rất là vừa lỗ tai. Đó, nhỏ vừa phải. Rồi thôi, để đưa một lần lại nữa cho mọi người xem cho nó rõ nha. Ha, đây dây tín hiệu, dây tín hiệu từ ở ngoài vào, để rút ra luôn đi, để nó có tiếng trép và khó nghe. Đây mọi người nha, tín hiệu từ ở ngoài vào, tín hiệu từ ngoài âm ly vào sẽ được đi qua tụ 2.2, và đầu ra của tụ 2.2 chúng ta sẽ nối vào đầu dây đồng của cuộn cảm, và phần còn lại của cuộn cảm bên này chúng ta cũng
nối cái sợi dây trừ của chúng ta vào đây, và sợi dây trừ ra trép cũng được nối vào đây, và điện trở được nối song song với cuộn cảm. Đây là nối song song mọi người nha. Đó, thì đầu này của con điện trở sẽ nối vào đây của cuộn cảm, và đầu bên này còn lại của điện trở cũng nối vào phần bên còn lại của cuộn cảm. Có nghĩa điện con điện trở và cái cuộn cảm này được nối song song mọi người nha. Chỉ có con tụ này là gọi là mắc nối tiếp. Đây, con tụ này gọi là mắc nối tiếp nè. Đó là phải từ đi qua đây rồi mới được đi qua con tụ, gọi là mắc nối tiếp. Còn điện trở và ở đây là được nối song song. Và từ điểm song song này, từ điểm song song này chúng ta sẽ ra luôn cái trép. Thì nếu như mọi người tin tưởng Đức Tài thì mọi người cứ làm thử và để xem và cảm nhận nghe tiếng trép của mình nha. Ở đây Đức Tài chia sẻ với mọi người làm được, để cho mọi người làm được, chứ không phải Đức Tài chia sẻ mà để cho mọi người làm là sẽ bị hư đồ, bị hư sản phẩm của mọi người. Đức Tài luôn chia sẻ thật lòng. Thì rất là mong là các bác là thợ đã đi trước thì cũng vui lòng bỏ qua video này cho Đức Tài, vì Đức Tài luôn sống bằng một tiêu chí là chia sẻ hết với cộng đồng, chứ Đức Tài không có hề giấu. Thì đến đây video của Đức Tài cũng xin phép được kết thúc, và Đức Tài sẽ hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video lần sau. Đức Tài sẽ tiếp tục chia sẻ thêm những cái gì mà khán giả đã comment hỏi Đức Tài. Đức Tài sẽ sắp xếp thời gian và chia sẻ với mọi người. Xin thân mến chào tất cả mọi người.